Mỹ nữ Trung Quốc xinh đẹp quay video chứng minh Việt Nam an toàn hơn Trung Quốc, nhưng cái kết bị ném đá sấp mặt. Xin chào các bạn khán giả của Netizen React. Các bạn thân mến, từ lâu giờ không hiểu vì lý do gì mà người Trung Quốc luôn có suy nghĩ rằng đến Việt Nam sẽ không an toàn. Để kiểm chứng cho tin đồn nói trên, một nữ vlogger người Trung Quốc đã quyết định sang Việt Nam, thăm thú đường phố Việt Nam và chia sẻ góc nhìn của mình về Việt Nam. Ấy thế mà những gì cô ấy chia sẻ lại có tác dụng không mấy tích cực khi cư dân mạng xứ Trung đồng loạt quay xe chỉ trích những nhận xét của cô. Vậy rốt cuộc cô ấy đã nói những gì mà bị ném đá nhiều như thế? Hãy cùng đi tìm câu trả lời qua video sau đây nha! Đến Việt Nam, cô bạn này lựa chọn thăm thú đường phố và chia sẻ những gì mà cô ấy thấy. Cô bạn này cho biết, cách đây vài chục năm, Việt Nam thật sự rất hỗn loạn. Các tệ nạn xã hội, tình trạng cướp bóc, chặt chém khách du lịch diễn ra rất thường xuyên. Tình trạng giao thông cũng rất hỗn loạn, đi bộ, đi xe gì cũng cảm thấy khó khăn. Mà không lâu trước đây còn rộ lên tin đồn, hễ sang Việt Nam du lịch là sẽ bị bắt cóc, cắt eo, mang thận đi bán. Những thông tin này khiến người Trung Quốc cực kỳ sợ hãi và lo lắng mỗi khi muốn đến Việt Nam du lịch. Nhưng theo cô thì những tình trạng kể trên giờ đây đã có sự thay đổi dù không quá nhiều. Nữ vlogger đi dạo quanh phố một vòng và cảm nhận rằng mọi người đang sinh hoạt một cách khá là trật tự, quy củ. Cô ấy thấy nhiều người bày hàng quán nhỏ ven đường nhưng nhìn vẫn khá gọn gàng, không ảnh hưởng đến nhiều người. Cô còn gặp nhiều người thoải mái sử dụng điện thoại ở ngoài đường mà dường như không bị giật mất. Cô cũng thấy nhiều du khách tự tin cầm điện thoại quay chụp mà không phải giữ khư khư trong người như thời gian trước đây. Có thể thấy an ninh Việt Nam đang làm rất tốt để đảm bảo sự an toàn và xây dựng lòng tin cho mọi người. Dù tình hình chung đã tốt hơn, nhưng theo cô thì vẫn tồn tại khá nhiều nguy hiểm. Tình trạng trộm cắp vẫn xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt là trong những khu có đông người lạ sinh sống như các dãy trọ sinh viên, dãy nhà công nhân. Dù những khu vực này không ảnh hưởng trực tiếp đến những nơi có nhiều du khách, nhưng vô hình chung vẫn khiến cô bạn này cảm thấy khá sợ hãi. Hơn nữa, cô nhận ra rằng ở Việt Nam không có quá nhiều camera theo dõi, nên nếu có vấn đề bất ngờ gì phát sinh thì rất khó giải quyết. Đây cũng là điều mà cô canh cánh trong người. Cô ấy còn nói thêm, người Việt Nam dường như không mấy thân thiện hay lịch sự với người Trung Quốc, hoặc nếu không muốn nói là người Việt Nam cực kỳ bài xích người Trung Quốc. Nên cô ấy khuyên rằng người Trung khi đến Việt Nam du lịch thì phải sẵn sàng cho trường hợp gặp khó khăn nhưng lại không được ai giúp đỡ. Còn riêng về tin đồn bắt cóc mang thận đi bán thì cô ấy tự tin nói rằng mình chưa từng thấy trường hợp này bao giờ và có thể vỗ ngực cam đoan rằng đây chính là tin đồn thất thiệt. Ở Việt Nam không hề có sự vụ như vậy xảy ra. Tự chung lại thì theo quan sát của cô, Việt Nam đã có những thay đổi rất tích cực so với vài chục hay gần hơn là vài năm về trước. Thậm chí ở một số khu vực ở Việt Nam còn an toàn hơn vài nơi ở Trung Quốc, nên nếu có đến Việt Nam du lịch thì đây là lựa chọn không tồi. Ấy thế nhưng, ở khía cạnh nào đó thì ở Việt Nam vẫn tồn tại khá mối nguy hiểm và đặc biệt là tình trạng người nước ngoài thường xuyên bị giật đồ khi đến Việt Nam. Cô khuyên mọi người nên cẩn thận khi đến đây du lịch và nên thuộc nằm lòng những số điện thoại khẩn cấp ở Việt Nam để có gì còn nhờ hỗ trợ kịp thời. Hoặc không thì rất nên kết bạn với người Việt Nam vì họ sẽ cho bạn hướng dẫn và sự giúp đỡ khá nhiều trong thời gian bạn đến Việt Nam. Trước những chia sẻ của cô bạn này, cư dân mạng chia ra làm khá nhiều luồng ý kiến, trong đó nổi bật nhất là những lời bình luận không đồng tình với góc nhìn có phần phiến diện của cô ấy. Hãy cùng xem cư dân mạng đã nói gì nhé! Thành phố này trông rất giống Trung Quốc năm 1990, nhưng có quá nhiều xe máy. Còn tình trạng xã hội thì tôi xem video thì khá bình thường mà, có không ổn như bạn nói đâu. Không biết nói sao, nhưng bạn vẫn có thể cầm máy và quay một video khá dài mà không vấn đề gì. Trong khi đó, bạn lại nói nước họ không được an toàn cho lắm, có mâu thuẫn quá không thế? Bạn chỉ cầm điện thoại đi loanh quanh và phát biểu ý kiến chủ quan của mình, chứ không thực sự chứng kiến vấn đề gì cả. Nhưng phải đồng ý với bạn rằng Việt Nam bây giờ an toàn và ổn định hơn khá nhiều so với thời cách đây 15 năm khi tôi đến đây. Ở Trung Quốc hầu như không có trộm, họ đều đi làm. Dù có trộm cũng bị tóm rất nhanh vì ngã tư nào cũng có camera. 15 năm trước ở Trung Quốc cũng đâu khác gì. Vẫn có rất nhiều kẻ trộm cướp, ngoại trừ một số ở những nơi đặc biệt xa xôi. Ngày nay hầu như không có trộm cắp và gần như không có trộm cướp, còn ở Việt Nam thì tôi không dám nhận định. Đây là trải nghiệm của chính bản thân tôi. Tôi từng đến uống một quán cà phê lề đường thôi ở Việt Nam. Khi ra về thì lại bỏ quên điện thoại ở quán. Mãi đến hơn 2 tiếng sau tôi mới trở lại, không mang theo hy vọng hay trông đợi gì cả. Nhưng bất ngờ là chủ quán đã giữ điện thoại giúp tôi. Anh ấy còn nói đợi hết hôm nay, nếu tôi chưa trở lại, anh ấy sẽ nhờ công an tìm giúp. Tôi thực sự rất cảm động.
đồng tình với bạn lầu trên. Tôi mua một ít đồ tạp hóa rồi để trên xe điện bên đường rất lâu, không ai động tới. Việt Nam hỗn loạn như Quảng Đông những năm 1990, nhưng tình hình bây giờ có vẻ ổn hơn một chút. Lần gần nhất tôi sang cách đây 3 tháng đều là trải nghiệm tốt. Ở Trung Quốc, camera ở những nơi công cộng thường được sử dụng để đảm bảo an ninh xã hội và quản lý giao thông. Nếu xảy ra sự việc, cá nhân có thể yêu cầu cơ quan công an hỗ trợ xem xét các đoạn ghi hình này. Còn ở Việt Nam có vẻ hơi ít camera, nhưng điều bạn nói được đưa ra ở nhiều góc độ, chúng ta đều là người lớn phải có khả năng phân biệt tốt, xấu. Việt Nam phát triển rất nhanh, không tệ. Việt Nam có tiềm năng phát triển thành một nền kinh tế phát triển. Tôi chúc Việt Nam tốt đẹp và tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ở Trung Quốc còn hỗn loạn hơn như thế, đông đúc, chật chội, khó chịu, hỗn loạn, kiểu gì cũng có. Trước khi chế người khác thì nên xem lại chính mình một chút. Ở Trung Quốc cũng đâu có khá hơn gì nhiều, an ninh công cộng không tốt và không thân thiện với khách du lịch. Nhiều người đến Trung Quốc một lần cho biết, nhưng hẳn sẽ không trở lại lần sau. Nhưng người đến Việt Nam thì khá nhiều. Tuần trước tôi đi xe ôm thì thấy người lái xe đi hẳn lên trên vỉa hè lúc tắc đường và còn đi ngược chiều. Điều đó thật đáng kinh ngạc. Tôi thấy giống như đang đi tàu lượn siêu tốc ở Disneyland. Việt Nam đang phát triển nhanh, bảo vệ môi trường tốt, đẹp nhưng thời tiết nóng hơn ở Trung Quốc. Vì các thành phố du lịch dựa vào du lịch để kiếm ăn, an ninh công cộng tốt hơn, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng chưa tốt lắm. Có nhiều người dùng xe máy giật điện thoại di động, túi sách của du khách. Giao thông ở Việt Nam rất phức tạp và khó đi, đặc biệt vào giờ cao điểm, đôi khi không biết mình phải đi đường nào. Tôi nghĩ nguyên tắc quan trọng nhất là nếu bạn không biết làm gì thì nên đi theo người Việt, họ làm gì thì mình cứ làm theo. Đặc biệt khi sang đường có thể bám sát họ và giơ tay để lái xe nhìn thấy mình, ở quen thì sẽ ổn. Nhiều vùng nông thôn của chúng ta đã lắp đặt camera trong nhà. Với điện thoại di động, chúng ta cũng có thể thấy những gì đang diễn ra trong nhà mình 24 giờ một ngày. Tất cả an ninh công cộng đều xuất phát từ nền kinh tế. Chỉ cần nền kinh tế được cải thiện và mọi người đều có thể kiếm tiền, thì các vấn đề về an ninh công cộng đương nhiên sẽ giảm bớt hoặc biến mất. Việt Nam đang thu hút được lượng lớn nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ về. Bọn họ cũng đặc biệt đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch. Vậy nên đương nhiên, chính phủ sẽ có biện pháp nâng cao đời sống xã hội, bảo đảm an toàn cho người dân và cả du khách. Thật ra thì trong một khoảng thời gian khá dài, Việt Nam của chúng ta chịu khá nhiều định kiến về cách mà chúng ta cư xử với du khách. Nhưng công bằng mà nói thì Việt Nam ngày càng phát triển, những khuyết điểm cũng dần được cải thiện và được thay thế bởi những ưu điểm được nhiều bạn bè quốc tế công nhận. Ở đâu cũng vậy, có người này, người kia, có người tốt, có người thì không. Phải thừa nhận rằng Việt Nam cũng còn khá nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng không vì thế mà chúng ta phủ nhận những tiến bộ của mình. Điều gì cần thay đổi thì nhất định phải thay đổi. Còn những giá trị tốt đẹp cứ tiếp tục giữ gìn và phát huy, đúng không các bạn? Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Bạn nghĩ gì về những lời bình luận mà nữ vlogger Trung Quốc này dành cho Việt Nam? Bạn đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến của cô ấy? Hãy để lại bình luận ở bên dưới để chia sẻ cho tụi mình về suy nghĩ của bạn nhé! Nếu bạn thích video này thì hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo!